Vâng, cửa hàng Doãn Hưng Audio xin kính chào toàn thể các bác anh em tiếp tục đến với kênh YouTube của Doãn Hưng. Ở trong video này thì bên em sẽ giới thiệu tới mọi người về cái lô đẩy hai kênh. Tên của dòng này là SK. Model của nó là DT620. Như vậy là đẩy này là 600W một kênh và nó chạy 20 sò LJWK. Nó chạy 20 sò Mỹ, không phải là sò Toshiba. Dòng này thì về hình thức mẫu mã của nó thì rất đẹp các nhá, có thể nói là đẹp tuyệt vời. Đấy, ở đây các bác nhìn thì nhìn cái con đẩy nó rất là sang trọng, mặt đằng trước cái dạng mặt phay nhôm. Đấy, và đặc biệt là cái phần vỏ của nó thì rất dày. Đấy, ở đây chúng ta ví là dày cộp các nhá. Đấy, nó dày còn gấp rưỡi, thậm chí gần gấp đôi so với những con đẩy khác. Đấy, do sò nó nằm ở bên dưới hông cho nên là em nó tháo một cái vách ở hồi ra để cho anh em nhìn thấy được một vế của sò. Đấy, sò là 1 2 3 4 5, 5 4 20, 20 sò chính LJWK. Và ở đây nó có rất nhiều sò thúc, sò bù áp. Đấy, sò thúc, sò bù áp. Như vậy là con này với cái hàng bãi chuẩn thì bao giờ công suất cho ra rất là đủ nhá. Đấy, sò lại nằm ở hông, còn tụ thì nó lại nằm ở bên dưới ở phần đằng trước này. Mỗi bên là 4 tụ lọc nguồn, tụ thì rất là chất lượng. Đương nhiên với cái độ mới cao như thế này thì các bác yên tâm là tụ thì sẽ không bao giờ có chuyện bị phồng, bị dột hay là kém chất lượng. Đẩy này thì độ mới bên em đánh giá là lên tới khoảng tầm 90% các bác nhé. Đấy, các bác nhìn ngay từ những con ốc của nó rất là chuẩn chỉnh, không có một con ốc nào bị han, mà ốc ở đây là ốc Hoa Thị. Đấy, toàn cái loại ốc chống rỉ hết. Ở đây các bác nhìn ốc đã thấy nó chất lượng rồi, chưa cần nói đến phần nội thất bên trong. Đấy, còn hình thức thì gần như cũng không thể chê nó một điểm gì các bác nhé. Ngay từ cái volume của nó cũng bằng bằng kim loại nguyên khối này. Đấy, công tắc ở một bên này. Từ cái hệ thống chữ in của nó cũng rất là chuẩn, nhìn nó sắc nét. Đây là dạng mặt phay nhôm các bác nhá, mặt phay nhôm. Đấy, mà nhìn rất là sáng sủa, nhìn góc cạnh nhìn nó có độ chi tiết cao. Đấy, ở đây thì nhìn con này cũng khá là nặng đấy, vì nó thiết kế là cái vỏ rất là dày, có thể dày tới gấp rưỡi những cái dòng đẩy khác các bác nhá. Đấy, và điều đặc biệt ở đây nữa là cái con đẩy này là size của nó thì nó là cái dòng size ngắn, cho nên các bác để trong kệ sẽ rất là hợp lý, không chúng ta không phải cắt hậu. Đấy, cái này thì sẽ phù hợp cho nhiều nhà các bác khi chúng ta để cái bộ dàn ở trong trong kệ, trên kệ đấy. Này, cái này thì tổng chiều sâu của nó là có 38 các bác nhé, 38. Đấy, như vậy là so với các đẩy khác là nó phải ngắn hơn ít nhất tầm hơn chục phân nữa, tầm 10 phân. Còn cái chiều ngang này nó theo quy định chung rồi. Đấy, cái này để theo quy định để còn bắt vào tủ. Đấy, bắt vào cái tủ sự kiện ấy. Dòng này thì các bác nhìn thì nó thiết kế theo kiểu lối hiện đại đúng không ạ? Chúng ta nhìn nó giống những cái phần như là những cái dòng đẩy mạch LA mà của cái loại đa răng kinh đấy. Riêng cái cục nguồn có nó được bọc nguyên trong một cái hộp sắt như thế này. Đấy, hộp sắt cũng dày các bác nhé. Đấy, và từ cái cục nguồn nó cũng được bọc bằng cái vải lụa này, và rất là dày dặn và chắc chắn. Đấy, cục nguồn khá là to, gần một gang luôn các bác nhé. Cục nguồn này phải tầm 17 phân. Đây chúng ta nhìn tất cả các cái linh kiện nó đều quá xịn sò và chất lượng. Đấy, các cái con chở của nó toàn là những cái con chở xịn hết các bác nhé. Đấy, nó không giống với những cái linh kiện mà hàng đặt, hàng gióng ở trên thị trường bây giờ đâu. Các bác nhìn từ những cái mối hàn của nó này. Đấy, nó chuẩn chỉnh đúng là mối hàn của những cái sản phẩm chất lượng đúng theo kiểu đạt chuẩn của hãng, của công ty. Đấy, ngay từ cái mên mạch của nó cũng rất là dày. Đấy, các bác nhìn cái mên nó dày cộp. Đấy, sờ vào
chỉ cần nhìn đã biết được độ chắc chắn chứ chưa cần sờ vào. Đây, từ cái hệ thống dây giác của nó đi này rất là chuẩn chỉnh các bác nhá, vuông hẻm sát cạnh, nhìn cái con đẩy này nó có độ nét rất là cao này, kể cả là phần nắp này nó cũng có cái mút đệm để nó chống rung chống rè thì phải. Quạt quay thì êm ru các bác nhá, đây em bật lên đấy, quạt quay gần như kiểu là chúng ta không nghe thấy tiếng quạt, phải ghé sát tai vào và đẩy thì nghe thấy tiếng gió. Như vậy là rất ít cái dòng đẩy nào mà có cái tiếng quạt nó êm, tức là ở đây nó là cái dòng quạt nó xịn sò các bạn, xịn. Đấy, trớn của nó rất là trơn. Con này thì nó sử dụng hai quạt gió hai bên. Hai quạt gió hai bên. Ở đây nữa nó quạt nó đẩy khí ra đằng sau. Đấy, khí đằng sau. Mặc dù quạt êm nhưng mà tốc độ gió lại rất là mạnh. Hơi ra rất là mạnh. Con đẩy này thì bên em thì đang chào bán các bác với cái giá là 3.800.000 giá tại cửa hàng các bác nhé. Đấy. Cái lô này thì nó về hôm qua và tối hôm qua trước khi bóng đá là Doãn Hưng đã lên sóng vội với các bác anh em. Được một lúc thì đến bóng đá thì đã dừng. Đấy. Hôm nay thì cũng có một vài bác đã quan tâm đặt hàng về cái con này rồi. Đấy. Số lượng bên em không có nhiều đâu. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, nó mà đã chất rồi thì kể cả từ những cái chân rắc này nó đều chất lượng, nó mạ đồng hết các bác này, mạ đồng. Đấy, được mạ đồng. Kể cả những các cái nãy hãm này nó cũng mà mạ đồng. Đấy, con này thì có cả chế độ gạt Paranel Sitte, đấy, Brager. Rồi có chế độ gạt độ nhạy các bác nhá. Ở đây các bác chơi thì gia đình thì các bác cứ gạt hết về bên phía 1V này. Đấy, chúng ta chuyển sang 26 với 1.4 này thì nó sẽ đài tiếng nó sẽ nặng, nó sẽ nỉ, nó không được mạnh tiếng như là ở phần 1V nữa. Thông báo các bác thì con đẩy này thì nó là dòng mạch cửa đắt hát, và các bác chỉ phải bỏ ra có 3.800.000 giá tại cửa hàng, các bác đã được sở hữu một con đẩy hiện đại này, chất lượng này. Đấy, và độ bền con này sẽ rất là cao và xịn sò, và mẫu mã thì đẹp. Đấy, và chất âm thì bao hay các bác nhé. Đấy, con đẩy này bên em bán cho các bác là chất âm bao hay. Đấy, vì tối qua Doãn Hưng cũng đã thử cả nhạc cả karaoke rồi, tiếng rất là sáng. Đấy, và các bác có nhu cầu thì các bác hãy liên hệ cho em theo hai số điện thoại này, hoặc các bác có thể nhắn tin Zalo, bên em sẽ gửi hình gửi ảnh và tư vấn giới thiệu các bác chi tiết hơn nữa. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh để luôn nhận được các video tiếp theo, và các bác chấm tặng con Hưng xin nút like anh em nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bác anh em ở clip khác.